Đúng ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024, năm con giáp này mua ngay hai két sắt đựng tiền, trúng số độc đắc, tiền vàng xếp chặt két. Đây chính là top những con giáp sẽ cười tươi như hoa trong ngày mùng 7 tháng 1 âm lịch năm 2024, bởi các bạn chính là những đứa con cưng của thần may mắn. Ngày mùng 7 tháng 1 âm lịch có thể nói là một trong những ngày may mắn nhất của những con giáp này. Các bạn sẽ có một cái ngày làm việc bứt phá và hiệu quả hơn thường ngày rất là nhiều. Vì thế, quý vị hãy tận dụng cái ngày hôm nay để ghi điểm với cấp trên, tạo cho mình một cái cơ hội được tăng lương, tăng thưởng, thăng chức. Người làm ăn kinh doanh thì sẽ có một cái ngày buôn may bán đắt cực kỳ là thuận lợi. Khách hàng cứ đi lại tới, nên có cái khả năng cao sẽ thu về một khoản lợi nhuận rất là lớn. Vậy nên, lời khuyên dành cho các bạn trong thời gian này là hãy sử dụng cái ngày mùng 7 âm lịch ngày một hiệu quả, tránh để cho thời gian trôi đi một cách vô nghĩa. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn có tên trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị đã biết ý, cái ngày mùng 7 tháng riêng thì nó sẽ là ngày Canh Tuất. Cục diện đầu tiên chúng ta có là gì? Mão Tuất là nhị hợp. Vì thế những người tuổi Mão sẽ là con giáp may mắn đầu tiên trong cái ngày mùng 7 tháng riêng, tức là ngày mùng 7 Tết ấy. Được cục diện lục hợp nó che chở, nó giúp đỡ, nó hậu thuẫn, nên những người tuổi Mão nó cho thấy cái khả năng tính toán tài tình của mình trong ngày hôm nay. Bất cứ công việc nào dù đang bế tắc đến đâu ấy, khi mà được giao vào tay của những người tuổi Mão thì đều được xử lý một cách cẩn thận, xoay chuyển được cái thế cục. Ngay cả những cái người thường ngày có phần là nghi ngờ về cái năng lực của những người tuổi Mão ấy, thì cũng phải dành thời gian khen ngợi các bạn trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó, những người tuổi Mão vốn là con giáp dám nghĩ dám làm, tự do, quyết định và không để các yếu tố bên ngoài nó tác động lên mình. Nếu các bạn có thể áp dụng cái điều đó vào trong cái sự nghiệp, nếu dám nghĩ dám làm, dám nghĩ khác đi, làm khác đi thì sắp tới sẽ có vô vàn cái cơ hội để cho những người mà tuổi Mão tỏa sáng hơn, trở nên khác biệt trước đám đông và tiến một bước thật xa trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, những người tuổi Mão vẫn còn rất nhiều cái mối bận tâm trong lòng vì cái chuyện tình cảm. Trong ngày hôm nay, tiếc rằng lại bị cục diện ngũ hành nó xung khắc, nên là khiến quan hệ anh em, bạn bè, thậm chí là quan hệ lứa đôi, nó không được đồng thuận, thậm chí có cái chiều hướng căng thẳng hơn. Tình cảm cá nhân thì cũng là đang đứng trên cái bờ vực rạn nứt, không ai chịu nhượng bộ, nên là mọi chuyện nó ngày càng nhê, trở nên gì, bông bét hơn, tồi tệ hơn. Vì thế để bảo vệ cái hạnh phúc của mình ấy, thì những người tuổi Mão hãy hạ cái tôi của mình xuống đó, sử dụng cái lý trí nhiều hơn, đừng có để cho cái cảm xúc nó quyết định mà gì gây ra những cái tổn thương cho đối phương. Bên cạnh đó, để bảo vệ cái hạnh phúc cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn, tiền bạc, tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi, cho những người tuổi Mão. Đó là con giáp may mắn đầu tiên trong cái ngày mùng 7 tháng riêng. Tiếp theo, con giáp may mắn số 2 trong cái ngày Canh Tuất này thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Dần. Quý vị thân mến, nói chung ấy, trong cái ngày mùng 7 tháng 2, trong ngày mới này, thì cục diện tam hợp Dần Ngọ Tuất nó cũng sẽ nhắc nhở những người tuổi Dần nên tập trung đẩy mạnh các dự án công việc của mình trong ngày hôm nay. Bởi các bạn đang có một cái nguồn các khí rất là vượng, cần phải tranh thủ giành cái lợi thế về phía mình. Cái cơ hội không nhiều nên là các bạn cần phải nhanh chóng nắm bắt. Nếu mà chần chừ e ngại, không dám tiến bước thì sẽ chẳng mang lại cái thành tựu nào lớn lao trong cái thời gian này. Không chỉ vậy, những người tuổi Dần ấy còn có cái trực giác khá là mạnh trong cái ngày hôm nay. Các bạn tin vào cái phán đoán của mình và dũng cảm đầu tư, thành quả bước đầu đã chứng minh cái suy nghĩ của các bạn hoàn toàn đúng đắn. Nhờ vậy mà những người tuổi Dần sẽ nhận được một cái nguồn lợi nhuận khá lớn trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó, cũng nhờ cái cục diện tam hợp Dần Ngọ Tuất nó tương trợ, nó giúp đỡ, nên cái vận trình tình cảm của những người tuổi Dần trong ngày hôm nay cũng khá là tốt đẹp. Nhân duyên thì hài hòa, những người độc thân thì không còn
Người độc thân không những có thể gặp được cái đối tượng ưng ý mà còn có cơ hội tìm hiểu nhau để tiến đến cái mối quan hệ nghiêm túc trong cái thời gian tới. Các cặp đôi thì cũng nên hẹn hò lãng mạn với nửa kia của mình để hâm nóng lại cái tình cảm. Và để bảo vệ cái hạnh phúc cũng như để gia tăng thêm cái may mắn về vận trình tiền bạc cho mình ấy, thì những người tuổi Dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, giúp hóa giải những xung khắc, những thị phi, những cái hạn tiểu nhân ám hại. Bên cạnh đó, nó cũng sẽ giúp gắn kết cái tình cảm vợ chồng, tăng cường cái vận nhân duyên với những người độc thân. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi hơn, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến với những người tuổi Dần. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần, đó là con giáp may mắn số 2. Tiếp theo, con giáp may mắn số 3 trong cái ngày mùng 7 tháng 1, ngày Canh Tuất ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi Ngọ. Những người tuổi Ngọ trong ngày hôm nay cũng được cục diện là Dần, Ngọ, Tuất là tam hợp. Với những người tuổi Ngọ thì trong ngày hôm nay ấy, nó sẽ được cục diện tam hợp, nó hỗ trợ, nó sẽ thúc đẩy cái sự nghiệp, công việc của những người tuổi Ngọ được phát triển nhanh hơn, làm gì thì cũng sẽ được suôn sẻ, hanh thông, không cần phải cố gắng quá sức. Cũng nhờ vậy mà cái vận trình tài lộc của những người tuổi Ngọ trong ngày hôm nay nó cũng được khởi sắc, chủ yếu đến từ cái công việc chính, khi mà các bạn có cái tinh thần, có trách nhiệm và đạt được những cái thành tích cao. Các mối quan hệ trong ngày hôm nay cũng rất là tốt đẹp, con giáp này cũng được đồng nghiệp nể trọng, cấp trên đánh giá cao, nên có thể tranh thủ cái cơ hội này để xuất ra những cái phương án, những cái ý kiến của mình. Những cách suy nghĩ mới mẻ của các bạn sẽ được mọi người đón nhận mà không gặp phải cái trở ngại. Khả năng được cấp trên chấp nhận là rất lớn. Bên cạnh đó, cũng trong ngày mùng 7 tháng 1 này thì các bạn còn đón nhiều cái niềm vui ở cái phương diện tình cảm, nhờ được cục diện là hỏa thổ tương sinh. Những người đã có đôi có cặp trong thời gian này thì vận trình nhân duyên cũng khá là khởi sắc. Tình cảm đôi lứa thì gắn kết mặn nồng hơn, nên là lúc nào cũng cảm thấy là gì? Tinh thần được phơi phới, tâm trạng thì vui vẻ, giúp cho các bạn làm việc gì cũng được thuận lợi và hanh thông. Bên cạnh đó, những người tuổi Ngọ độc thân ấy thì cũng có nhiều cái cơ hội để kết giao, kết nối. Cái cục diện tam hợp nó cũng sẽ giúp quý vị có nhiều cái cơ hội kết nối với mọi người xung quanh. Và trong cái những người đó, những cơ hội đó thì quý vị cũng sẽ tìm kiếm được cho mình những cơ hội làm ăn vô cùng đáng quý và tìm được những người yêu lý tưởng đích thực mà cho mình trong cái ngày mùng 7 tháng riêng âm lịch. Vì thế, để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì những người tuổi Ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng vẫn được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ, đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 trong ngày mùng 7 tháng riêng, ngày Canh Tuất, không ai khác đó chính là những người tuổi Sửu. Quý vị thân mến, nói chung ấy, trong cái ngày mùng 7 tháng 1 thì những người tuổi Sửu có chính ấn che chở độ mạng, công danh, sự nghiệp của những người tuổi Sửu trong cái ngày mùng 7 tháng riêng này cũng sẽ vô cùng là rộng mở ra trước mắt, làm gì cũng được thuận lợi, các kế hoạch diễn ra nó cũng sẽ đạt được những cái thành công bước đầu, cái tín hiệu tích cực liên quan nó liên tục báo về và khẳng định các bạn đã đi đúng đường đúng hướng. Trong cái ngày mùng 7 tháng 1, không chỉ công việc mà tiền bạc thì cũng rất là rủng rỉnh. Các bạn cần quan tâm bây giờ là tiếp tục nỗ lực để công việc nó đạt cái hiệu quả tốt hơn. Thu nhập nhờ vậy mà cũng sẽ được đảm bảo. Những người kinh doanh buôn bán thì có thêm các mối hợp tác mới, hàng hóa tiêu thụ thì ổn định. Tuy nhiên, ảnh hưởng của cục diện ngũ hành, hai hành thổ nó vượng, nên là sức khỏe của những người tuổi Sửu cũng cần phải lưu ý, nó cũng không được tốt cho lắm. Để tăng cường cái sức đề kháng cho mình ấy, thì những người tuổi Sửu hãy bổ sung đầy đủ dinh dưỡng và vận động một cách đều đặn, tránh những nơi đông đúc có cái nguồn không khí nó ô nhiễm. Đấy. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống và tăng cường cái vận trình nhân duyên, giúp quý vị có được cái may mắn, tài lộc và tiền bạc nó kéo tới trong cái năm 2024.
vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tứ Sửu. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ năm trong cái ngày 17 mùng 7 tháng 1 ngày Canh Tuất thì đó chính là những người tuổi Thân. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái ngày mùng 7 tháng 1 ngày Canh Tuất thì những người tuổi Thân ấy, được cục diện là Thân, Dậu, Tuất là tam hội. Đấy. Vậy nên cái cục diện tam hội nó tương trợ, nó giúp đỡ, nó có thể gì khiến cho những người tuổi Thân hoàn thành xuất sắc những công việc của mình. Mọi việc thì vẫn cứ tiến triển đều theo đúng kế hoạch đã được đề ra. Con giáp này cũng là những người mà chăm chỉ, biết nắm lấy cái thời cơ, biết nắm lấy cơ hội, nên là cũng sẽ nhanh chóng học hỏi thêm được những kiến thức bổ ích và khẳng định cái vị thế của bản thân ở nơi làm việc. Nói chung ấy, cũng trong ngày mùng 7 tháng Giêng, cái vận trình tài lộc của những người tuổi Khỉ nói chung là cũng vô cùng là được khởi sắc. Tiền bạc thì dư giả, giúp cho những người tuổi Thân có thể chi tiêu thoải mái mà không phải suy nghĩ quá nhiều. Các bạn cũng nên nhân cơ hội này để mở rộng cái quy mô kinh doanh, tìm kiếm thêm những cái đối tác, những khách hàng tiềm năng mới. Bên cạnh đó, cái phương diện tình cảm của những người tuổi Thân trong thời gian này cũng thì có nhiều cái cát tinh nó trợ lực, nó giúp đỡ, nên là cũng nó đã được khởi sắc hơn hẳn. Nhân duyên thì phơi phới, những người độc thân có thể làm quen với nhiều bạn mới, mở rộng cái mối quan hệ và nâng cao cái cơ hội gặp gỡ được ý trung nhân của mình. Đấy. Các cặp đôi thì cũng gắn bó với nhau hơn bao giờ hết, biết quan tâm, biết chia sẻ và cùng nhau tận hưởng cái ngày hạnh phúc này. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tí, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thân. Đó là con giáp may mắn thứ năm. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ sáu trong ngày mùng 7 tháng Giêng ấy, không ai khác đó chính là những người tuổi Tuất. Thưa quý vị, may mắn sẽ đến với những người tuổi Tuất trong cái ngày hôm nay, ngày mùng 7 tháng Giêng. Đấy, nhờ được cục diện là gì, thiên ấn nó chiếu mệnh. Vậy nên cái vận khí của những người tuổi Tuất khá là hanh thông, mưu sự thì dễ thành. Con giáp này gặt hái không ít cái thành quả tốt đẹp trong cái sự nghiệp. Dù là những người làm công ăn lương hay là những người làm kinh doanh buôn bán thì đều có cơ hội phát triển cái sự nghiệp nếu luôn chăm chỉ và nỗ lực không ngừng nghỉ. Công việc thuận lợi nó cũng kéo theo cái tài vận của những người tuổi Tuất cũng được phất lên một cách là bất ngờ. Tiền bạc đổ về túi theo nhiều cách, kinh doanh buôn bán thì đắt hàng. Ngay cả khi các bạn tham gia vào những trò chơi bốc thăm trúng thưởng hay là quay xổ số ấy, thì cái tỷ lệ trúng cũng khá là cao. Dù vậy, các bạn cũng nên chi tiêu, duy trì ở cái mức cân đối, tiết chế cái ham muốn, cái cảm xúc mua sắm của mình. Bên cạnh đó, trong ngày mùng 7 tháng Giêng, ngày Canh Tuất thì đào hoa nó cũng được nở rộ. Nó mang đến cái vận trình nhân duyên tốt lành cho những người tuổi Tuất. Những người độc thân có thể có nhiều cái cơ hội để tìm kiếm cái tình yêu của mình, hứa hẹn, trải nghiệm đầy thú vị. Với các cặp đôi đã có quá trình tìm hiểu, tình cảm hai người thì phát triển ngày càng tốt, tới mức là có thể tính đến cái chuyện là hôn nhân đại sự trong cái thời gian tới. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ lực hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất trong cái ngày mùng 7 tháng Giêng. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái ngày mùng 7 tháng Giêng. Đó. Và trong ngày mùng 7 tháng Giêng chúng ta có 3 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý, dễ có cơ hội trúng số đổi đời. Đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Mão, 2 tuổi Dần, 3 tuổi Ngọ. Đây là 3 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý, dễ có cơ hội trúng số đổi đời trong ngày mùng 7 tháng Giêng năm 2024, năm Giáp Thìn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Xin cảm ơn.